Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất của tập đoàn Tân Hiệp Phát tại khu đất diện tích hơn 79.000 m2 tại khu An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo. Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao Công an phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan rà soát, thẩm tra mối quan hệ giữa các đối tượng người tham gia đấu giá, người trực tiếp bỏ giá tại cuộc đấu giá, thống nhất phương án xử lý và đề xuất giải pháp đấu giá trong thời gian tới nếu có, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp rà soát cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan các đối tượng người tham gia đấu giá, người trực tiếp bỏ giá tại cuộc đấu giá gửi về cho Công an tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Văn bản trên được ban hành sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 6813 ngày 21 tháng 10 năm 2020 về kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất khu diện tích là 79.481,9 m2, trong đó xác định có sự trùng hợp về địa điểm, công chứng ủy quyền, thời gian và địa điểm xác nhận tài khoản ngân hàng của hai người tham gia đấu giá. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra lại hành vi của người tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản. Liên quan đến khu đất trên thì vào cuối năm 2019, tập đoàn nước giải khát Tâm Hiệp Phát đã trúng đấu giá lô đất vàng là 79.400 m2 tại khu đất An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo với giá là 537,330 tỷ đồng. Được biết khu đất này đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngoài khu đất trên, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trúng đấu giá 3 khu đất vàng khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 3 năm 2019.